Alo, chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến nha. Mình đã về tới quê hương rồi. Quê hương đẹp không hả? Man, quá chừng người ta mà phía trường luôn, chặt nước luôn á. Người ta về Việt Nam quá chừng luôn. Ta về Việt Nam khủng khiếp luôn. 12 giờ khuya, gần 12 giờ khuya rồi. Mà ngoài hải quan, cổng hải quan đón đông nghịch luôn. Đông không có chờ cả nửa tiếng mới ra nổi. Đông khủng khiếp. Công nhận Việt Nam phát triển tới nỗi mà bây giờ bà con kiều bào người ngoại quốc được người ta về kéo nhau ầm ầm ầm, vui thiệt chứ anh chị em các bạn. Mấy cái thằng mấy cái lũ 30L đó, nó chống phá, nó càng chống phá người ta về Việt Nam khủng khiếp luôn. Bởi vì nhà nước mình cần phải làm gấp cái sân bay Long Thành là đúng rồi. Hỏi anh chị em chứ quá chừng người ta luôn, mà quá tải, kiểu làm sao mà chịu nổi. Ý là mới có tháng 5 thôi mà đã bị quá tải như vậy rồi anh chị các bạn thấy không? Chưa tới những ngày lễ lớn rồi. Không, xin chào anh các bạn nha. Lại có đi với mấy đứa nhỏ thì ra phải lo cho tụi nó. Bye bye.